Xin chào các bạn học sinh, cô tên là Trà My, cô được phân công dạy môn tiếng Việt 3 của lớp mình. Hôm nay cô và các bạn hãy cùng nhau đi tìm hiểu về bài của tuần 1, chủ đề măng non. Đầu tiên, chúng ta sẽ đến với phần A là kiến thức trọng tâm. Một, ôn lại từ chỉ sự vật. Từ chỉ sự vật là những từ chỉ con người, cây cối, con vật, đồ vật, hiện tượng và cảnh vật. Từ chỉ con người là ông, bà, bố, mẹ. Từ chỉ cây cối là cây dừa, cây mía. Từ chỉ con vật là mèo, gà, lợn. Từ chỉ đồ vật là bàn, ghế, giường, tủ. Từ chỉ hiện tượng là nắng, mưa, gió. Còn cuối cùng, từ chỉ cảnh vật là bầu trời, dòng sông. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu so sánh. A. Cấu tạo. Một câu so sánh sẽ được cấu tạo từ bốn yếu tố. Đầu tiên là vế một, hay còn gọi là sự vật được so sánh, cộng với phương diện so sánh, cộng từ so sánh và cộng với vế hai, hay còn gọi là sự vật dùng để so sánh. Chúng ta có một câu ví dụ, mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch. Ở đây, mặt biển chính là vế một, sáng trong là phương diện so sánh, từ so sánh là từ như, còn vế tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch chính là vế hai. Dấu hiệu nhận biết một câu so sánh là qua từ so sánh ngang bằng là, như, tựa như, giống như, như là, so sánh hơn kém, hơn, kém, chẳng bằng, chưa bằng, không bằng. Qua nội dung, hai đối tượng có nét tương đồng thì sẽ được so sánh với nhau. C. Các kiểu so sánh. Chúng ta sẽ có bốn kiểu so sánh. So sánh giữa sự vật với sự vật. Ví dụ là hai bàn tay em như hoa đậu cành. So sánh giữa sự vật với con người. Ngôi nhà như trẻ nhỏ. So sánh giữa âm thanh với âm thanh. Tiếng suối trong như tiếng hát xa. Cuối cùng là so sánh hoạt động với hoạt động. Chân đi như đập đất. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần B là bài tập. Một, đọc hiểu. Đầu tiên cô và các bạn hãy cùng nhau đọc hiểu bài này và trả lời các câu hỏi nhé. Hãy can đảm lên. Hôm ấy để thay đổi không khí, tôi lấy xe lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng. Đường núi lắm dốc hiểm trở nhưng cuối cùng tôi cũng lên được nơi mình thích. Nửa tháng nay toàn phải ở nhà học. Bây giờ tôi chẳng khác nào chim được sổ lồng, cứ chạy hết gốc này đến gốc khác để ngắm cảnh đồi núi và mải mê hái quả ăn. Tôi say sưa với cảnh đồi núi mãi đến tận trưa mới chịu về. Đang trên đà xuống dốc thì phanh xe bỗng nhiên bị hỏng. Chiếc xe lao đi vùn vụt như một mũi tên. Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. Hai bên đường là vực thẳm, con đường thì ngoằn ngoèo, có đoạn bị cây cối che khuất. Lúc này tôi chỉ biết là mình đang gặp nguy hiểm và có thể phải chết. Tôi định nhắm mắt buông xuôi để chiếc xe lao vào đâu cũng được thì trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Hãy cầm chắc tay lái và nghĩ tới một điều may mắn đang chờ ở phía trước. Cố gắng cầm ghi đông thật chặt. Tôi tập trung chú ý vào đoạn đường mình sẽ qua. Thế rồi, chiếc xe vẫn lao xuống vùn vụt nhưng tôi cảm thấy an toàn hơn nhiều vì rất bình tĩnh. Cuối cùng, xe cũng vượt qua được đoạn dốc một cách an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Bạn ạ, à, dù ở trong hoàn cảnh nào, nếu có lòng can đảm vượt lên chính mình để chiến thắng nỗi sợ hãi, thì bạn sẽ vượt qua được hết mọi nguy hiểm, khó khăn. Sau khi cô và các bạn đã cùng nhau đọc bài này, thì chúng ta sẽ chọn đáp án câu trả lời đúng nhất. Vào mỗi câu hỏi mà cô đọc, thì các con hãy dừng video lại, tự trả lời câu hỏi, sau đó các con so đáp án với đáp án của cô. Câu 1. Bạn nhỏ lấy xe lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng để làm gì? A. Để tăng cường sự mệt mỏi trong học tập. B. Để giảm bớt sự căng thẳng, mệt mỏi trong học tập. C. Để trải nghiệm một ngày rời xa bố mẹ. Và D. Để trải nghiệm một buổi ngoại khóa với lớp. Ở câu 1 này thì chúng ta sẽ căn cứ vào đoạn văn trên. Chúng ta sẽ căn cứ vào câu nửa tháng nay toàn phải ở nhà học. Bây giờ tôi chẳng khác nào chim được sổ lồng, cứ chạy hết gốc này đến gốc khác để ngắm cảnh đồi núi và mải mê hái quả ăn. Vậy theo các con thì phương án trả lời đúng nhất cho câu hỏi này là phương án gì? À, đúng rồi, đó chính là phương án B.
Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu 2. Điều gì đã xảy ra với bạn nhỏ trên đường về? A. Bạn bị trượt chân và ngã xuống. B. Bạn bị lạc cô và các bạn trong lớp. C. Bạn gặp một con thú dữ đang muốn tấn công bạn. Và D. Phanh xe của bạn bị hỏng. Ở câu này, chúng ta sẽ căn cứ vào câu. Đang trên đà xuống dốc thì phanh xe bỗng nhiên bị hỏng. Vậy, phương án trả lời đúng nhất cho câu này chính là phương án D. Câu 3. Những chi tiết nào trong bài đọc nói về tình thế nguy hiểm của bạn nhỏ? A. Chiếc xe lao đi vùn vụt như một mũi tên. B. Đang trên đà xuống dốc thì phanh xe bỗng nhiên bị hỏng. C. Hai bên đường là vực thẳm, con đường thì ngoằn ngoèo, có đoạn bị cây cối che khuất. Và D. Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. Ở câu 3 này thì chúng ta sẽ căn cứ vào câu. Hai bên đường là vực thẳm, con đường thì ngoằn ngoèo, có đoạn bị cây cối che khuất. Vậy theo các con, trong câu 3 này, phương án nào là phương án trả lời đúng nhất? À, đúng rồi, phương án C là phương án trả lời đúng nhất. Câu 4. Trước tình thế hiểm nguy, bạn nhỏ đã làm gì? A. Nghĩ tới một điều may mắn đang chờ phía trước, mình tĩnh, can đảm cầm chắc ly lông để điều khiển xe xuống dốc. B. Tìm cách nhảy ra khỏi xe. C. Buông xuôi, không lái, để xe tự lao đi. Và D. Hét lên thật to để nhận được sự trợ giúp của mọi người xung quanh. Ở câu trả lời này thì chúng ta sẽ căn cứ vào câu. Tôi định nhắm mắt buông xuôi để chiếc xe lao vào đâu cũng được, thì trong đầu bỗng mé lên một suy nghĩ. Phải cầm chắc tay lái và nghĩ tới một điều may mắn đang chờ ở phía trước. Vậy phương án trả lời đúng nhất theo các con là gì? À, đúng rồi, phương án trả lời đúng nhất cho câu 4 chính là phương án A. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 5. Em hãy xác định hai sự vật được so sánh trong câu văn. Tim tôi như vỡ ra làm trăm mảnh. A. Tim tôi vỡ ra. B. Như. C. Tim tôi trăm mảnh. Và D. So sánh sự vật với sự vật. Ở đây hai sự vật được so sánh với nhau đó chính là tim tôi và trăm mảnh. Vậy phương án trả lời đúng nhất cho câu này chính là phương án C. Câu 6. Các từ chỉ sự vật trong câu. Hôm ấy, để thay đổi không khí, tôi lấy xe lên núi ngắm cảnh và thưởng thức hoa quả của rừng là A. Không khí, tôi, xe, núi, cảnh, hoa quả, rừng. B. Hôm, xe, núi, thưởng thức, hoa, quả, rừng. C. Hôm, không khí, xe, núi, hoa quả, rừng. Và D. Ấy, thay đổi, lên, núi, ngắm cảnh. Để có thể trả lời đúng nhất cho câu hỏi này thì cô và các con hãy cùng nhau đi tìm hiểu các từ chỉ sự vật trong câu. Các từ chỉ sự vật trong câu này là không khí, tôi, xe, núi, cảnh, hoa quả, rừng. À, vậy phương án trả lời đúng nhất ở đây chính là phương án A. Câu 7. Em hãy viết về bài học mà bản thân rút ra được từ câu chuyện trên. Đó chính là, dù ở trong hoàn cảnh nào, nếu có lòng can đảm vượt lên chính mình để chiến thắng nỗi sợ hãi, thì bạn sẽ vượt qua được hết mọi nguy hiểm, khó khăn. Vậy bây giờ, cô và các con hãy cùng nhau điền câu trả lời của mình vào đây nhé. Dù ở trong hoàn cảnh nào, nếu có lòng can đảm vượt lên chính mình để chiến thắng nỗi sợ hãi thì bạn sẽ vượt qua được hết mọi nguy hiểm khó khăn. Rồi, các con hãy ghi bài vào vở của mình nhé. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần 2, luyện tập. Bài 1, điền vào chỗ trống L hoặc N. Phần 2, luyện tập. Bài 1, điền vào chỗ trống A, L hoặc N. Ở đây, các con cũng sẽ dừng video lại. Sau đó các con sẽ điền từ vào chỗ trống. Sau đó các con sẽ so lại đáp án với đáp án mà cô đưa ra với các con. Ở chỗ này cô sẽ chọn điền vào chỗ trống đó là chữ L. Ở đây cô cũng sẽ chọn điền chữ L. Ở đây cũng như vậy. Tất cả các ô này cô đều lựa chọn chữ L. Vậy câu hoàn chỉnh của cô là
Anh ta leo lên lưng chim, chim đập cánh 3 lần mới lên nổi. Rồi, các con đã làm xong chưa nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với câu B, An hoặc An. Ở đây, cô sẽ lựa chọn Điền Bần An. Kế bên, cô cũng sẽ chọn Điền Bần An. Còn ở đây, cô sẽ chọn Bần An. Vậy, câu hoàn chỉnh của cô là Trời nắng chang chang, tiếng tù hú ngựa xa râm ran. Tiếp theo, chúng ta sẽ qua bài 2. Em hãy gặp chân với các từ ngữ chỉ sự vật trong mỗi đoạn thơ sau. A. Em cầm bút vẽ trên tay, đất cao lanh bỗng nở đầy sắc hoa, cánh cò bay lả bay la, lũy tre đầu xóm cây đa giữa đồng. Vậy, các từ chỉ sự vật trong câu này đó chính là em, bút, tay, đất, sắc hoa, cánh cò, lũy tre, xóm, cây đa và đồng. Câu B, tay em đánh răng, trăng trắng hoa nhài, tay em chải tóc, tóc ngời ánh mai. Vậy ở đây từ chỉ sự vật là từ tay, từ em, từ răng, từ hoa nhài, từ tóc và từ ánh mai. Các con đã làm xong chưa nè? Rồi cô trò chúng ta sẽ tiếp tục qua bài 3. Em hãy gạch chân dưới câu văn có hình ảnh so sánh trong đoạn văn sau. Từ khung cửa sổ, Vi thò đầu ra ngoài bàn, mắt nheo nheo vì ánh ban mai in trên mặt nước lấp lánh chiếu dội lên mặt. Chú chó xù lông trắng mượt như mái tóc búp bê cũng hết mỏi nhìn sang. Vậy, một câu so sánh chính là một câu có từ so sánh. Ở trong đây, từ so sánh trong đoạn văn này có từ như. Vậy, câu có nào mà chứa từ như thì chúng ta sẽ chọn nó là câu so sánh. Đây, câu chú chó sùi lông trắng mượt như mái tóc búp bê cũng hết mỏi nhìn sang chính là câu so sánh. Hình ảnh so sánh ở đây là chú chó sùi lông với mái tóc búp bê. Bài 4, em hãy điền tiếp vào chỗ trống để câu văn có hình ảnh so sánh. A. Cảnh núi rừng đẹp như. Ở đây cô sẽ lựa chọn từ tranh vẽ. B. Con đường ngoằn ngoèo uốn lượn như. Cô sẽ lựa chọn từ tơ lụa. Bài 5, em hãy sắp xếp các từ dưới đây tạo thành tên một tổ chức thiếu niên nhi đồng tại Việt Nam. Ở đây cô có 4 từ là thiếu niên, đội, tiền phong, Hồ Chí Minh. Vậy chúng ta sẽ có một cụm từ đó chính là đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Con hãy cùng cô ghi vào vở nhé. Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Cuối cùng, chúng ta sẽ đến với bài 6. Em hãy điền nội dung còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thành lá đơn dưới đây. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Vậy bây giờ cô sẽ giúp các con hoàn thành lá đơn này. Ở đây có một khoảng trống. Cô ví dụ rằng các con đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì các con sẽ điền là thành phố Hồ Chí Minh. Cô ví dụ hôm nay là ngày 18 tháng 9 năm 2021. Đơn xin cấp thẻ đọc sách. Kính gửi thư viện. Cô ví dụ là các con học ở trường tiểu học Kim Đồng. Thì ở đây các con sẽ ghi là kính gửi thư viện trường tiểu học Kim Đồng. Tên em là, cô ví dụ cái con tên là Đỗ Phương Trinh.
ngày cái con sẽ ghi ngày sinh của mình vào đây. Cô ví dụ là bạn Trinh sinh ngày 17 tháng 12 năm 2009. Nam hay nữ? Thì ở đây bạn Trinh là bạn nữ cho nên cô sẽ ghi là giới tính nữ. Nơi ở, ví dụ bạn Trinh ở 128 xe 29 đường Thiên Phước, phường 9, quận Tân Bình. Học sinh lớp, cô ví dụ rằng bạn Trinh này đang học lớp 3A2. Trường Tiểu học Kim Đồng. Em làm đơn này xin đề nghị thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm 2021-2022. Được cấp thẻ đọc sách, em xin hứa thực hiện đúng mọi nội quy của thư viện. Em xin trân trọng cảm ơn. Sau khi các bạn ghi xong thì các bạn xuống đây. Chỗ người làm đơn này các bạn sẽ ký và ghi rõ họ tên của mình. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Cô hy vọng rằng các con về nhà học bài, làm bài đầy đủ. Và các con sẽ chuẩn bị cho cô bài của tuần 2 chủ đề mầm non. Ở bài của tuần 2 này thì chúng ta sẽ ôn tập câu ai là gì và mở rộng vốn từ thiếu nhi. Các con về nhà, các con sẽ giúp cô ôn tập lại câu ai là gì và mở rộng vốn từ thiếu nhi và đọc các bài tập trong chủ đề của tuần 2 này để khi chúng ta học thì không còn bỡ ngỡ. Cảm ơn các con hôm nay đã cùng hợp tác với cô để cho buổi học diễn ra được suôn sẻ. Hy vọng rằng tuần sau cô sẽ tiếp tục. Sẽ gặp lại các con, hẹn gặp lại các con vào buổi học sau.